Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật. Thì cũng gần tới Tết Tây rồi ha mọi người, cũng gần tới Tết Nguyên Đán chúng ta. Thì anh em mình cũng nên sắm cho mình một chiếc đồng hồ để mà đeo để đi chơi xuân, chơi Tết nha mọi người. Thì ngày hôm nay thì em có về được 18 sản phẩm đồng hồ của Nhật nha. Ở đây có pin và cơ, và tất cả hàng ở đây đều là hàng chống nước hết nha. Mọi người có thể tắm đi mưa thoải mái. Và bên em chỉ bán hàng chính hãng thôi nha, không có bán hàng fake, hàng nhái, hàng giả. Khi mà phát hiện hàng phát hàng nhái hàng giả trên mà của em bán cho mọi người thì bên em sẽ hoàn cho mọi người gấp đôi tiền nha. Và khi mọi người mua hàng thì mọi người có thể có quyền kiểm tra hàng, xem hàng và đúng như mô tả thì mọi người mới nhận nha mọi người. Và khi mua hàng thì mọi người sẽ nhận được cái phiếu bảo hành của bên em. Ở trên này có đầy đủ thông tin cửa hàng, tên cửa hàng, địa chỉ và số điện thoại luôn. Phía sau sẽ kèm luôn giấy bảo hành cho mọi người. Em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng đối với đồng hồ pin và 12 tháng đối với đồng hồ cơ. Đối với những đồng hồ pin mới 100% thì bên em vẫn bảo hành cho mọi người là 1 năm ạ, đúng 12 tháng cho mọi người. Rồi, đầu tiên em vào chiếc đồng hồ mã số 1 nha. Em xin lỗi, ở đây còn vài mẫu em chưa có ghi giá, để em ghi giá luôn. Mã số 1 thì em bán 1 triệu nè. Mã số 2 là 1 triệu rưỡi. Cái hàng trên này thì nó rất là, nó bằng giá nhau hết. Rồi, đầu tiên là mã số 1, một chiếc đồng hồ pin năng lượng mặt trời của nữ, máy Citizen ha. Pin năng lượng mặt trời của nữ Citizen Eco River. Ngoại hình em này thì còn tương đối đẹp. Tương đối đẹp ha mọi người, có xước lông mèo. Này, gì nữa đây. Em đánh giá ngoại hình em này tầm 90% ha, 90%. Vỏ thép không rỉ ha, dây vỏ đờ mi. Máy pin năng lượng mặt trời Eco Driver của Citizen nha mọi người. Con này thì pin rất là trâu bò. Kính em này là kính sapphire nha, vỏ là vỏ thép không rỉ. Được mạ đờ mi vàng. Phơm vuông. Máy pin năng lượng mặt trời dòng Eco Driver rất nổi tiếng của Citizen. Đây ạ. À. Ở đây kính sapphire nó ghi ở đây nè nha. Rồi để em đo size. Con này là máy pin của nữ. Size ngang 19. Size dọc là 20.05. Lắc tu lắc là 27. Rồi con này là tương đương với khoảng là 20, size 24 tròn ha mọi người. Size 24 25 tròn. Rồi, nào thích con này thì chốt em ha. Mã số 1 giá 1 triệu, máy pin năng lượng mặt trời của Citizen. Kính sapphire nguyên khói ạ. Vỏ thép không rỉ. Anh nào thích thì chốt giùm em ha. Một mã số 1 là nữ, còn lại là nam hết nha mọi người. Rồi, ở đây em có hai con màu trắng màu đen, hai con này thì nó cùng mẫu mã, hết, nó chỉ khác nhau cái màu thôi. Một con màu mặt trắng trải tia, một con mặt đen trải tia ha. Hai lồng, mặt đen thì hai lồng, mặt trắng thì nó trải tia bình thường. Thì góc 6 giờ và 12 giờ thì có cọc số 6 và 12 ha, giống nhau. Thì chạy cùng bộ máy hết nha mọi người. Máy 7S 26 21 chân kính. Máy cơ tự động automatic của nhà Seiko. Và có thời gian tích cóp là được là 36 tiếng. Đó. Vỏ thép không rỉ, kính khoáng cứng ha. Hai em này thì form dáng giống nhau. Cho nên là em lên một lượt. Rồi, em giới thiệu xong về máy ha, bây giờ tới ngoại hình. Con này là zin nguyên bản, zin cả dây ha mọi người. Zin nguyên bản, zin cả dây. Cọc số nổi, mặt đều màu trắng, trải tia hướng về tâm nha. Nó vỏ thép không rỉ, không cấn mớp nha mọi người, không cấn mớp. Có trầy xước nhẹ nhưng không đáng kể nha. Máy lộ đáy ở đây. Giá này là 1 triệu rưỡi. Chạy máy cơ lộ đáy nè. Seiko nha. Hàng chính hãng 100%. Khóa zin nguyên bản của Seiko 5. Mã số 2 giá 1 triệu rưỡi. Size này là size 37 nha. Máy 3 kim và 2 lịch thứ ngày. Bảo hành cho mọi người 1 năm. Và cũng như là con này chống nước tốt. Tắm có thể tắm đi mưa rửa tay bình thường nha.
Độ mới em đánh giá này tầm 95% ạ. Mọi người có thể xem qua video hoặc là ngày mai, hoặc là mọi người có thể nhắn tin cho em để gửi hình ảnh qua cho mọi người xem nha. Rồi, con mã số 3 này thì nói chung máy móc là mã 3-4, từ mã số 2 tới mã số 8 là hoàn toàn giống nhau về mặt máy móc nha. Nó chỉ khác nhau về cái mẫu mã thôi. Em này mặt đen hai lòng, mặt đen hai lòng ha. Máy 7S26, lộ đáy, lộ máy, độ mới em này cũng tầm 95% luôn, 95% trở lên, còn rất là đẹp. Size 37 luôn nha mọi người, em này cũng size 37 luôn, phù hợp với mấy em tay nhỏ dưới từ tay từ 16 trở xuống nha mọi người. Em thấy form này nó rất là nhỏ và gọn, và mấy con Seiko 5 thì rất đáng để anh em sưu tầm cũng như là tập chơi đồng hồ cơ. Thì mình nên mua cái dòng Seiko 5 này là đầu tiên, tại vì thứ nhất là nó rẻ nè, tầm 1 triệu mấy là chúng ta đã có một chiếc đồng hồ cơ chính hãng bền bỉ của Nhật và có độ chống nước tốt rồi, không có rất nhiều ưu điểm. Vỏ thép không rỉ thì đeo không sợ phai hay không sợ tróc gì hết. Kính HLX độc quyền của Seiko nữa. Rồi, mã số 3 giá 1,5 triệu, size 37. Rồi 4 và 5, 4 và 5 thì nó cũng giống như 2 và 3, nó khác nhau cái màu. Và bộ máy nó dòng chạy chung máy với con số 2 và số 3 luôn ha. Máy 7 ở thêm 6 luôn nên em bỏ qua về mặt máy móc, em chỉ nói về mặt ngoại hình thôi. Rồi em này một mặt đeo màu đen, toàn thân vỏ làm từ thép không rỉ ha. Kính HLX độc quyền của Seiko, hay chúng ta còn gọi là kính khoáng cứng. Kính HLX của nó là cái kính này nè, thì nó sẽ có hàm theo cái tag và ghi chữ HLX này. Mấy con hàng qua sử dụng này nó không có nè mọi người, là cái tính HLX kính độc quyền của Seiko nè, HLX Crystal á. Rồi này máy lộ đáy ha mọi người, máy cơ tự động automatic chạy cực kỳ chính xác, mọi người mua về chỉ việc đeo thôi. Bên em đã kiểm tra tất cả về mặt kỹ thuật nước cũng như là về độ chính xác và ngày giờ rồi, mọi người mua về chỉ việc đeo thôi ha, mua về chỉnh giờ và đeo thôi. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo ạ. Mã số 4 giá 1,5 triệu, size 37 luôn nha. Thì từ số 2 tới số 7 là nó chỉ khác nhau về mặt kiểu dáng thôi, cũng như là màu mặt đeo thôi, chứ còn lại là giống nhau hết, máy móc là giống nhau hết. Rồi, dạ quang này rất là sáng ha mọi người, từ 1 tới 12 đều có dạ quang hết luôn. Rồi, đó là mã số 4 ha, size 37. Mã số 5 cũng size 37 luôn. Mặt trắng, cọc số vẫn là cọc số học trò và có dạ quang trên mỗi cọc số luôn ha. Kim cọc đều có dạ quang hết. 3 kim 2 lịch. Rồi, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Và có vỏ còn rất là đẹp và sáng bóng ha, không cấn mớp. Kính khoáng cứng, chống nước tốt, máy lộ đáy. Size 37. Mã số 5. Cái này mã số 5 size 37 nha mọi người. Rồi, tiếp theo mã số 6 và số 7. Ôm hay hôm nay có 3 cặp luôn á. Này giờ mới để ý, em sắp ra xong rồi mới để ý là có 3 cặp. Trắng đen ha. Thì cặp này nó cũng giống như vậy luôn, nó cũng giống là hai cặp kia luôn ha. Máy về máy nó là hoàn toàn giống nhau. Nó khác về mặt cái đai hồ này là cái mặt cái đồ là mặt trắng trẻ tia hướng về tâm nè, nhưng mà mặt nó có những cái mặt số vi tính, gọi là mặt số vi tính thì nó có những cái số 5. À, có những cái vạch số 5 nằm in hàng lên cái mặt số luôn ha, vừa trẻ tia vừa có mặt logo số 5 luôn. Con này cũng vậy ha. Cái này là bụi nha mọi người, cái này chỉ là bụi bẩn thôi. Đó, mọi người thấy không? Mặt số 5 nè, hai con đều giống nhau. Mặt đen thì dễ thấy hơn, còn mặt trắng chúng ta hơi khó thấy ha.
Rồi mã số 6, size cũng là 37 luôn nha mọi người. Máy cơ tự động automatic 7S26, 3 kim 2 lịch thứ ngày. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Vỏ đẹp, không cấn mớp ạ. Em này size 37 luôn nha mọi người. Size 37. Chống nước tốt, mã số 6, giá 1,5 triệu. Rồi em lên tay mọi người xem xong ha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha mọi người. Rồi, máy hoạt động bình thường, không có lỗi lầm gì hết. Rồi con này cũng vậy luôn. Mặt đeo màu đen ha, cọc số nổi trên kim và cọc đều có dạ quang hết. Mấy con máy cơ thì mọi người sẽ thấy nó không chạy tại vì không có đeo á. Khi chúng ta đeo, khi nó có code thì nó sẽ chạy thôi. Bên em cân chỉnh hết rồi, mọi người mua về chỉ việc đeo thôi ha. Không có sợ gì hết. Không có lo về vấn đề máy móc hết, bên em đã care hết. Care rất là kỹ lưỡng cũng như là chăm sóc rồi, chu đáo rồi. Rồi em thấy mã số 7 size 37 luôn nha. Vỏ còn rất là đẹp, mặt đeo màu đen. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Rồi, em này mã số 7 giá 1,5 triệu nha. Rồi, nào thích con này thì chốt giùm em. Tiếp theo mã số 8. Ba cặp trắng đen hát bạch cho thường, anh nào mà dạng như là thích sưu cầm Seiko 5 á, quất 6 con này về luôn. Là đủ bộ luôn á. Rồi. Tiếp theo em mày mã số 5 này ha. Mã số 8 này, giá 1,6 triệu, con này kim cọc vàng, nấm mạ vàng luôn ha, kim cọc mạ vàng, nấm mạ vàng. Và em này cũng chạy cùng một bộ máy với 7 em còn lại luôn. Chạy cùng máy với hai con này luôn, cũng là máy 7S26 mọi người. 21 chân kính nè, cọc số nổi, máy 3 kim 2 lịch thứ ngày và kim cọc đều có dạ quang hết nha. Size em này thì to hơn mấy em kia, size em này size 38. Đó, size em này là size 38, 38,5 nha. Rồi, vỏ là thép không rỉ, kính khoáng cứng. Ngoại hình còn rất là mới, em đánh giá này tầm 97% nha, tầm 97%. Máy lộ đáy 7S26 ha mọi người. 21 chân kính. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha. Size 38 nè. Cái form dáng em này thì khác với 6 em kia. Form này nhìn tròn hơn, size cũng to hơn, 38, 38,5 ha. Kim cọc màu vàng nó cũng sang hơn. Mã số 8 giá 1,6 triệu ạ. Nó thích thì lấy giùm em nha. Số 8 giá 1,6 triệu. Rồi tiếp theo mã số 9 và 10. 9 và 10 ha. Hai con này thì là Seiko 5 quân đội, size 42mm, đồng giá là 2,2 triệu. Một con màu đen, một con màu xanh ha. Máy thì nó giống nhau. Em này chạy máy 7S36 ạ. 7S36 nha. 23 chân kính. Và có thời gian tích code lên tới 40 giờ. Em xin lỗi. Thời gian tích code của em này là 40 tiếng nha. 40 tiếng. Vỏ thép không rỉ, kính khoáng cứng ạ. Đó. Rồi em giới thiệu về máy hai con này rồi. Để em về. Giờ giới thiệu về mặt ngoại hình của từng con nha. Rồi. Dây nó đây. Da có nó thế này đây. Dây zin nguyên bản của Seiko nha mọi người. Khóa là khóa zin luôn nè. Dây zin khóa zin ha. Cái miếng dán này là nó dán dính của con khác qua nha mọi người. Em này mã số 9, giá 2,2 triệu nè. Kính khoáng cứng. Mã số 9, giá 2,2 triệu. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, 3 kim 2 lịch thứ ngày, dòng quân đội, 42mm, máy lộ đáy nha, máy lộ đáy.
Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha mọi người. Ngoại hình em này thì có xuất sắc nha mọi người, có xuất sắc. Có xuất sắc nhưng không đến nổi nha mọi người, nhìn tổng thể còn rất là đẹp. Dây cũng còn rất là ok. Rồi mọi chức năng hoạt động hoàn hảo ha. Rồi nào thích con này thì chốt giùm em, giá là 2 triệu 2, mã số 9, mặt màu đen ạ. À. Màu đen nha. Siêu 5 quân đội xe 42 mặt màu đen. Em này mã số 10. Mặt màu xanh navy. Xanh navy. Xanh dương đậm á, xanh dương đậm. Máy 3 kim, 2 lịch thứ ngày. Bản quân đội size 42mm ha. Về vỏ ngoài thì có trầy nhẹ, có trầy nhẹ nha. Em này giá cũng là 2 triệu 2 luôn, mã số 10 giá 2 triệu 2. Máy lộ đáy, đáy là máy 7S36 nãy em giới thiệu rồi ha. Size 42, mặt màu xanh. Form quân đội của Seiko rất là bền bỉ. Mã số 10 giá 2 triệu 2. Anh nào thích con này thì chốt giùm em ha. Rồi, tiếp theo là em Citizen. Dòng máy cơ automatic. Ha, mặt màu dial màu trắng, cọc số nổi. Có những cọc số la mã vào những khung giờ chẵn nha. Có hai lịch thứ ngày. Có hỗ trợ có tay nha. Có hai lịch thứ ngày, có hỗ trợ có tay. Mặt màu trắng có những cái đường vân 3D rất là đẹp. Toàn thân vỏ làm từ thép không rỉ ha mọi người. Toàn thân vỏ làm từ thép không rỉ. Dây zin nguyên bản có logo của Citizen. Rồi đá em nói đây. Hơi chói quá không quay được ha mọi người. Ở đây nó có một số thông tin như số seri nè ha. Chống nước 50m nè. Và trong này nó có số seri nữa. Cái nếu anh nào muốn xem thì em sẽ chụp hình gửi qua cho mọi người ha. Đây ạ, số seri của em nó đây. Rồi một số thông tin ha. Rồi em này thì mặt trắng, có vân 3D rất đẹp, vỏ thép không rỉ, kính khoáng cứng, máy tự động automatic, có hỗ trợ có tay nha. Máy 2 chạy 3 kim và 2 lịch thứ ngày. Size 40. Con này ngoại hình tương đối đẹp. Em đánh giá ngoại hình em này tầm 95% ha mọi người, 95%. Dây còn rất là dài nha, có nó còn mắc thừa nữa, em chưa có gắn vào. À, dây còn rất là dài. Dây thép zin nguyên bản mã số 11, size 40 giá 2 triệu 4 ạ. À. Mã số 11 size 40. Giá 2 triệu 4, anh nào thích thì lấy giùm em nha. Cơ Nhật Thụy Sĩ, cơ Nhật chính hãng Citizen. Rồi tiếp theo là pin ha mọi người. Tiếp theo là một số con pin hàng mới chưa sử dụng. Rồi đầu tiên là một em Citizen này ha. Mới nhưng mà nó không có hợp nha mọi người. Đợt này em nhập về không có hợp. Rồi còn toàn thân vỏ em này là mạ vàng BVD luôn ha. Như một khối vàng. Hàng trưng bày chưa qua sử dụng nè, hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Tên này là tên mã của em nó ha, và cái đời máy con 4365 của Citizen. Kính là kính khoáng cứng nha, chống nước được 30m, kính khoáng cứng chống nước được 30m, máy chạy 3 kim và 1 lịch. Mặt vàng mở gà, chảy tia hướng về tâm. Toàn thân vỏ thì được mạ BVD vàng rất đẹp. Em này hàng mới, chưa lên tay ha mọi người. Dạng như hàng trưng bày, chưa đeo. Đó, còn rất là đẹp luôn. Con này thì nói chung là nó 99,9999% ha mọi người. Nó chày do sử dụng, bảo quản không tốt thôi chứ không phải do sử dụng nha. Tem siêu của khóa vẫn còn nè. Đây phía sau đáy em nói đây nha. Rồi em này máy pin 3 kim 1 lịch chống nước 30m. Hàng trưng bày còn rất đẹp, độ mới tầm 99,99%.
toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ mạ vàng PVD lên rất là đẹp và bền màu ha. Đẹp và bền màu. Size 42, giá 1 triệu 2 ạ. Size 42 giá 1 triệu 2. Kính khoáng cứng nha, kính khoáng cứng. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 một chiếc đồng hồ Citizen máy pin dây cao su ha mọi người, dây cao su. Dây zin của hãng luôn, con này hàng mới 100% nè. Đây là tên mã BI1043 gạch 01E, máy là con 1112 của Citizen ha. Này là đáy của nó. Đáy nó có một dán một lớp tem bảo vệ ha. Có một miếng decal phía dưới này. Rồi. Em này là vỏ là thép không rỉ được mạ vàng PVD lên nha mọi người. Vỏ thép không rỉ mạ vàng PVD lên rất là đẹp luôn ha. Thì con này là hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Độ mới thì là 99,99% đó mọi người. Máy chạy 3 kim và một lịch nằm ở góc 3 giờ. Em này máy pin ha, máy pin chống nước được 100m nha. Máy pin chống nước được 100m. Mặt đeo màu đen, kim cọc đều có dạ quang hết nha. Size 42. Size 42. Rồi anh nào đam mê máy pin thì chốt em này. Cái càng em này hơi đưa ra, tai to một chút xíu đeo thì đẹp hơn ha. Mấy anh tem từ 17 trở lên đeo thì đẹp. Rồi hàng mới chưa sử dụng, size 42, mã số 13, giá 1 triệu rưỡi ạ. Máy pin của Citizen, hàng chính hãng nha mọi người. Chính hãng 100%. Rồi nào thích con này thì chốt giùm em này chống nước được 100m ạ. 100m. Tại đợt này em có về rất là nhiều, có về một lô pin của Nhật cho anh em mà lựa chọn ha. Tại vì đó giờ em bán cơ không à. Mấy anh lên nói sao em bán cơ nhiều thế, thì có nhập về thêm để phục vụ cho các anh em thích chơi pin. Thì kênh của em luôn luôn lắng nghe và luôn luôn tiếp thu những ý kiến mà khách hàng xây dựng cho kênh của em ha. Thì nếu mà mọi người thấy em có thiếu sót gì, mọi người cứ nhẹ nhàng cho em một vài cái ý kiến xây dựng thì em rất là sẵn lòng tiếp thu và cũng như là đáp ứng lại những nhu cầu của các anh em nha. Tại vì các anh em muốn tốt cho em nên là muốn mới là nói và cho em cái kênh em càng ngày càng phát triển hơn và được nhiều người xem và ủng hộ hơn ha mọi người. Em rất cảm ơn vì điều đó. Rồi. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ pin Seiko, dòng máy pin Chronograph ha mọi người. Em này là hàng mới 100% nè, chưa qua sử dụng. Này là chạy máy pin kim trôi ha. Con này là tên mã nó là SSB187B1. Chống nước được 100m, kính là kính Hartleck độc quyền của Seiko. Chạy máy 8T67. Con này là dòng máy pin Chronograph pin kim trôi ha, pin Chronograph pin kim trôi. Cái này là bị dính bẩn một chút xíu không rồi. Rồi, sạch rồi đó, sạch rồi đó. Mặt đeo màu đen, có em này có 6 kim, 3 cốt 6 kim rồi chạy full 6 kim hết mọi người. Thì chức năng Chronograph này thì chắc mọi người cũng biết rồi, đó là chức năng bấm giờ thể thao. Cái kim dây của chiếc đồng hồ này, cái kim dây mà để chúng ta xác định cái thời gian thật á, cái thời gian mà chúng ta muốn xem á, thì nó nằm ở góc 6 giờ này ha. Còn cái kim dây ở giữa này, cái kim dây to này màu đỏ này thì nó là cái kim để đếm giờ thể thao thôi. Ví dụ chúng ta muốn canh giờ 3 phút, 4 phút, 5 phút thì đó chúng ta bấm này. Thì cái kim dây này nó chạy được một vòng ha. Thì cái kim ở góc 12 giờ này sẽ nhảy được một nấc. Khi mà cái kim ở trên góc 12 giờ này chạy được một vòng là 60 phút đó, thì cái kim ở góc 9 giờ này nó sẽ nhảy được một nấc ha. Rồi. Nó đếm giờ đến từng giờ luôn. Và góc không thể thiếu đó là góc 3 giờ, chúng ta sẽ có một ô lịch nha mọi người. Rồi có đầy đủ chức năng lịch cũng như là giờ giấc để chúng ta xem và chức năng bấm giờ thể thao cho chúng ta ứng dụng vào cái
những công việc cần thiết luôn. Rồi em này mã số 14 giá 2 triệu 8 nha, máy 8T, máy pin kim roi, khi chúng ta bấm như vậy thì nó rất rất là giống như một chiếc đồng hồ cơ ha. Đó. Size em này size 42 nha mọi người, size 42. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Đá em nó đây nha. Rồi, mã số 14, size 42, giá 2 triệu 8 á, anh nào thích thì lấy giùm em. Rồi, con này giá cũng 2 triệu 8 luôn. Này thì máy 4T ha. SKS 526B, chống nước được 100m, kính Hflex, vỏ thép không rỉ, máy coi là 4T 53. Máy 4T thì cái kim bấm giờ thể thao nó nằm ở góc 6 giờ ha mọi người. Kim ba kim cơ bản giờ phút giây nó vẫn là bình thường, còn cái kim bấm giờ thể thao thì nó là góc 6 giờ này nè, bấm thì nó chạy, bấm lại lần nữa thì dừng ha. Rồi bấm lúc này sẽ trả về vị trí ban đầu nè. Rồi, kim này chạy được một vòng thì cái kim ở góc 9 giờ này sẽ nhảy được một nấc ha mọi người. Và ở góc 3 giờ này chúng ta sẽ có cái kim chỉ 24 giờ. Chỉ 24 giờ, góc 4 giờ rưỡi chúng ta sẽ có một ô lịch. Một chiếc đồng hồ Seiko Chronograph toàn thân vỏ được mạ vàng BVD rất là đẹp, mạ vuông luôn. Màu BVD của hãng này rất là bền ha mọi người. Nếu chúng ta không va chạm, không qua ma sát quá nhiều thì nó sẽ không bao giờ bay. Thật sự là nó không bao giờ bay, tại vì một chiếc đồng hồ trưng ở cửa hàng đồng hồ em trưng 6 tháng, 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó thì màu nó vẫn nguyên vẹn như vậy ha. Không không phai nha mọi người. Nó trừ nó chỉ phai màu khi chúng ta tác động vào nó thôi. Ví dụ như chúng ta có dạng như chạy xước, va chạm cũng như là ma sát quá nhiều như vậy. Ma sát quá nhiều thì nó mới bay ha mọi người. Rồi, cho nên là cái nước vàng của hãng nó rất là bền nên mọi người cứ yên tâm ha, không sợ bay đâu. Rồi, quay lại chiếc đồng hồ này. Size 44 nha mọi người, hôm nay size 44. Kính Hflex, mã số 15. Giá 2 triệu 8 ạ. 2 triệu 8. Rồi, anh nào thích con này thì chốt giùm em ha. Con này được bọc siêu là một kính từ trước ra sau, từ trên tới dưới luôn á, không có sợ nó trầy đâu. Mới trăm trăm đúng nghĩa. Rồi, này chống nước 100m nha mọi người, chống nước 100m. Anh nào thích mẫu này thì chốt cho em mã số 15 giá 2 triệu 8. Rồi, tiếp theo là một em này ha. Cũng là một em hàng mới nữa. Kính là Hflex, trong tên mã là SN. SNDA19B1, chống nước 100m. Và kính là kính Hflex, vỏ là vỏ thép không rỉ ha. Giá này là 3 triệu nha mọi người. Cái form này lại làm giống như cái form của mấy con xe em muôn đội á, cái mặt dial á. Nó tương tự như vậy thôi nè, có cái viền ở ngoài nè ha, có viền ngoài cũng tương tự nè. Còn ở viền trong thì nó đánh 5, 10, 15, 20, 25. Còn trong này đánh là 1 12 tới 12. Con này đánh từ 5 tới 55, 5 60 nè. 60 là ngay 12 giờ. Ba cốt 6 kim ha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Góc 4 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch. Kim cọc đều có dạ quang hết nha, trên mỗi cái cọc số này đều có dạ quang hết. Nó làm theo kiểu dáng của siêu quân quân đội nên bán rất là chạy, nên giá nó thành hơi cao một xíu nha mọi người. Giá này là 3 triệu, 3 triệu. Máy pin 3 cốt 6 kim của nhà Seiko. Hàng mới chưa lên tay, size 43, size 43. Rồi, nào thích con này thì chốt giùm em ha, hàng trưng bày.
chạy máy 7T92 nè, chống nước 100m ha, chống nước 100m, 6 kim 1 lịch. Rồi, máy đồng hồ mới này mua đeo chơi Tết là đúng bài luôn ha mọi người. Mua đeo Tết là đánh bài đánh đầu thắng đó. Mã số 16 giá 3 triệu ạ. Rồi, còn trên này hai con có hộp này là hai hàng qua sử dụng nha. Các con hai con qua sử dụng này lại có hộp. Đầu tiên là một chiếc đồng hồ Citizen, dòng máy pin Eco Driver pin năng lượng mặt trời. Đồng hồ dòng radio control ha, radio control. Kính sapphire nha mọi người, kính sapphire nguyên khối toàn thân vỏ làm từ thép không rỉ nè. Độ mới còn rất là cao, độ mới còn rất là cao, không cấn mớp ha. Không cấn mớp. Ngoại hình tương đối đẹp. Đánh giá này độ mới này tầm 96-97% nha mọi người. Size 37 á, em này size 37. Máy chạy 3 kim. Pin năng lượng mặt trời. Kính sapphire nguyên khối á, vỏ thép không rỉ. Dòng pin radio control, anh nào thích con này thì lấy giùm em ha. Phía sau nó còn dán miếng tem đáy nè mọi người, bản nội địa, made in Japan, bản nội địa made in Japan, chống nước được 50m. Dây thì còn rất là dài. Dây này em cảm giác đeo được chân luôn nha mọi người, đeo được chân luôn á. Rồi anh nào thích con này thì chốt giùm em nha, mặt màu xanh hai lòng rất đẹp. Mặt xanh hai lòng rất là đẹp luôn. Tiếp theo, quên, em này mã số 17. Size 37 giá 1,5 triệu nha. Mã số 17 size 37 giá 1,5 triệu, máy pin năng lượng mặt trời. Tiếp theo mã số 18 giá 2 triệu. Trong này nó còn sách hướng dẫn sử dụng nè. Giấy mua hàng và mắt thừa nha. Mắt thừa, còn cái tác luôn. Mắt thừa. Tên mã của em này là BM7496-56G. Dòng pin Eco Driver. Rhenish Diamond, gì là kim cương, diamond là kim cương. Và bây giờ chúng ta dùng. Không biết kim cương này là kim cương nhân tạo hay là kim cương thiên nhiên nữa. Thì nó để chữ diamond gì đó để mọi người có thể search Google tìm hiểu ha. Rồi em này mặt đeo màu đen nha mọi người, mặt đeo màu đen, trên kính có tráng thủy màu vàng hồng. Giống như là mấy cái sen nó có đờ mi những cái rãnh trên dây nè, cũng là màu vàng hồng, núm cũng là màu vàng hồng luôn. Kim màu vàng hồng ha mọi người, cộng thêm màu trắng. Một chiếc đồng hồ rất đẹp, độc và lạ, một chiếc đồng hồ form bát giác. Form bát giác ha, nó không phải tròn mà nó là bát giác nha mọi người. Ở phía trên này nó có chạy nhẹ ha, có chạy nhẹ ở đây thôi nha. Còn lại là đẹp hết luôn, còn lại là đẹp hết. Mắt thừa bên trong đó thì nó chưa sử dụng, chưa có chạy luôn á mọi người. Dây zin nguyên bản của nhà Citizen. Em này máy pin năng lượng mặt trời Eco Driver nha, Eco Driver. Kính sapphire nguyên khối nha mọi người, kính sapphire nguyên khối. Vỏ là vỏ thép không rỉ. Chày xước nhẹ. Ngoại hình em đánh giá này tầm 97% nha, 97% có chày xước nhẹ. Hộp có tác và sách hướng dẫn sử dụng cũng như là mắt thừa. Phía sau đấy của em nói đây. Dây thì còn đủ dài như mới ha mọi người, nên mọi người cứ yên tâm. Em này chống nước được 100m nha, chống nước được 100m. Có số seri, tên mã. Và kính là kính sapphire có ghi ở đây ha. Vỏ là vỏ thép không rỉ, kính sapphire nguyên khối. Máy chạy 3 kim, 1 lịch nằm ở góc 3 giờ. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết nha. Giá em bán là 2 triệu ạ. 2 triệu cho chiếc đồng hồ này. Size 405. Mã số 18. Giá 2 triệu, size 405, dòng máy pin năng lượng Eco Driver. Anh nào thích con này thì chốt giùm em ha. Rất đẹp. Con này thì bán mới, hãng bán mới tầm 5 triệu mọi người, 4 triệu mấy, 5 triệu. Bây giờ thì khách bán lại cho em với giá nửa giá thôi. Để coi cái giấy mua hàng của khách thôi. Giấy mua hàng thì nó không có để giấy mua hàng thì nó không có để giá. Mua năm 22 là tháng 9 năm 22 nè ha.
bảo hành tới 5 năm lận. Thì em sẽ gửi cái giấy bảo hành này cho mọi người luôn. Nếu ai ở Sài Gòn thì bảo hành ở đây nó sẽ tiện hơn em ha. Em thì em vẫn bảo hành cho mọi người. Nhưng mà với cái tờ giấy này thì mọi người có thể đi bảo hành ở ngay cái chỗ này luôn, nếu mọi người ở Sài Gòn ha. Rồi em gửi kèm cho mọi người cái này luôn ha. Đó, bảo hành 5 năm nghĩa là mày mới năm 22, 23 là 1 năm rồi, còn 4 năm nữa. Còn bảo hành tới 4 năm nữa lận. Nên mọi người cứ yên tâm nha. Mã số 18. Size 4005, giá 2 triệu ạ. Anh nào thích thì chốt giùm em. Đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh đồng hồ của em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.